Mày xin mến chào các bạn trở lại kênh của em Mị Quỳnh ngày hôm nay nha. Bây giờ cái bộ móng em Mị đã làm phiêu xong nè. Bây giờ em Mị làm sơn nước lót nha các bạn. Em Mị sẽ sơn một lớp nước lót cái màu Natural Pink nè. Cái màu này pink mà nó rất là lợp luôn ha. Hồi nãy em Mị sơn cũng sơn fan ha. Hay vậy em Mị cũng sơn nước lót hết. Cho em ít cái khi nào để cái bay cái móng không các bạn. Sơn một cái màu giật giật á cho nó cover cái móng thiệt của khách. Nhiều khi cái bộ móng thiệt nó cũ mình sơn như vậy nó cover nó sẽ đẹp hơn là mình để yên vậy nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi tay này. Rồi qua tay bên đây cũng vậy. Rồi, mình cũng sơn một lớp mỏng thôi. Để mình vẽ thiếp màu, thiếp trắng gì cho nó cũng đẹp hết. Em có rất nhiều màu pink nha các bạn. Cái này là vợt mà đậm tí cũng có, hồng tí cũng có, tùy theo bộ móng với tùy theo cái màu pink nào mà khách thích á. Rồi bây giờ em sơn luôn ngón cái nữa là mình đã xong ha. Em sơn một nước thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ cho hơi qua tay bên đây. Rồi các bạn đợi em một tí xíu nha. Chọn là cái màu hồng này đây. Bây giờ mình sẽ lấy một cái cọ giấy lai nha. Để mình giấy thiếp cho cổ đó các bạn. Tại vì cái bộ móng này tương đối là ngắn. Yeah. You want a one finger design, Mitchell? Want this finger design? Yeah, that's fine. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ giấy thiếp 8 ngón nha. Chừa ra hai ngón là vẽ cho cô khách. Rồi bạn thấy móng ngắn, em mình vẽ cái thiếp nhỏ thôi. Mình cũng kéo ra một đường thôi ha. Móng này rất là ngắn luôn, ngắn mà nó sát luôn, móng bột mà ngắn sát. Nên em mình dùng cọ giả lai em mình thích ha. Để mình vẽ cho nó hạn chế nó dính hai bên hông đó các bạn. Cọ nhỏ này mình dễ đi hai bên hông hơn cái cọ của chai nước sơn nha. Đó. Rồi bây giờ ngón cái nữa nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi nha. Rồi qua bên đây cũng vậy, các bạn thấy cái màu này nó rất là nhu. Mình vẽ thiếp lên chứ nó cũng rất là lợt ha. Nó không có nổi bật dữ. Nhưng mà cái màu nó cần em đi một nước thôi. Nó cover rất là well luôn. Em không cần đi lại nước thứ hai nha. Sau khi em vẽ cái màu này em nghĩ em phải đi cái line nữa. Nó mới nổi bật lên được cái màu thiếp này. Bạn thấy mình bắt bên đây bên kia mình giả fan nó cách này rất là nhanh, không có tốn nhiều thời gian nữa. Các bạn thấy em cũng không cần chùi lại bằng acetone gì hết, mình canh cho nó ok là mình giả vô luôn. Bạn thấy em đi cái đường cung trước, đường vòng trước, sau đó mình mới tô cái phần còn lại và tô đầu móng, tô hai bên hông luôn nha các bạn. Rồi I do the way line for you, okay? Yeah, I think the way line is so better. Rồi bây giờ em sẽ lấy một cái cọ giả line nè. Rồi em sẽ dùng màu trắng keo nha. Đi cái way line cho cô khách này nè. Rồi. Mình đưa cái way line một cái line qua luôn ha, các bạn thấy không đây? Đây em đặt sát đây. Cái fan mình vẽ cũng tương đối đều rồi ha. Mình đi cái quay line qua nữa là xong.
Bạn thấy em đi quay lại đi một cái là nó muốn hết một vòng cung luôn nè. Mình để sát cái đằng màu đây mình đi thẳng qua nó. Rồi bây giờ em sẽ vẽ ngón này nha. Rồi là mày để đây. Rồi bây giờ qua bên đây cũng vậy. Em mày đi cái quay lại đây. Các bạn thấy mày đi sát cái đường này, mình vẽ cái đường này nó đã chuẩn rồi. Cái quay lại thì mình cứ đặt cái cọ đây, mình kéo theo cái đường bầu này thôi. Mình canh theo cái đường bầu này mình đi thôi. Cho nó dễ đó các bạn. Đó, còn đây chút của mình nối lại. Rồi, còn ở bên đây cũng vậy. Mình cái trắng trước nha. Rồi mình sẽ cho hơ đây. Cái phần kế tiếp là mình sẽ đi cái màu hồng nè. Bạn thấy đơn giản là mình đã xong được bộ móng rồi nha, với hai ngón vẽ. Rồi bây giờ mình sẽ đi màu hồng nha. Cái màu hồng mà cái màu mình sơn thiếp cho khách đó các bạn. Rồi, ở bên đây cũng vậy. Bên đâu hiểu không mày? Rồi, bây giờ ở đây nha. Mày bỏ đây cho ha, hai mày muốn nó nổi bật một chút xíu ha, em mày sẽ cho một chút xíu kim tuyến nha, một lần kim tuyến thôi, đi ôm theo cái lần ngay giữa này đây, đó, rồi, giờ mày cho hơi qua đây, oh sorry, à, ở đây cũng vậy, mình đi một lần kim tuyến này thôi. Mày đã xong cái bộ nail của khách này ngày hôm nay rồi đó các bạn. Cái bộ nail giả thiếp hay giả quay lại nè, hai cái ngón giả như vậy là mày đã xong cái bộ nail nè. Cái màu rất là natural luôn. Rồi màu treo không nha các bạn. Rồi bây giờ mày sẽ cho hơi bên đây. Cái bước sau cùng mình bỏ nước bóng lên nè. Rồi mày sẽ chừa cái ngón mà mới bỏ kim tuyến theo ha. Đó, em mày không có đi lấy kim tuyến treo, em mày ngồi đây có sẵn kim tuyến thường em mày bỏ luôn cũng không sao đó, các bạn mình xài kim tuyến nào cũng được. Sẵn em mày đây em mày lấy kim tuyến thường bỏ luôn, khỏi đi lại cái vàng treo lấy kim tuyến màu treo ha. Còn các bạn muốn xài loại nào cũng được á, tại vì khi mà nó khô rồi kim tuyến thường vẫn giả lên màu treo được không có sao. Rồi bây giờ mày bỏ nước bóng ngón này đây đó, các bạn thấy không có chuyện gì xảy ra hết, kim tuyến nó đã khô rồi. Rồi bây giờ mình cho hơi nha. Rồi qua tay bên đây mình cứ thuộc bỏ nước bóng tay bên đây nha. Rồi hôm nay em mình chia sẻ với các bạn cái cách mà giả thiếp đơn giản rất là nhanh mà gọn lẹ dễ làm nữa với hai ngón vẽ cho cô cách này. Bây giờ em mình xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.